sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 2 tháng 5 năm 2020 và quay trở lại với màn ảnh nhỏ. Hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện một chiếc đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu gỗ hương đá. Chiếc đồng hồ chúng tôi làm theo đơn hàng của bác Thành ở tại thành phố Tuyên Quang. Trước mặt quý vị đây là hình ảnh chiếc đồng hồ đây, chất liệu gỗ hương đá đây. Thì chiếc đồng hồ này có kích thước là chiều cao là 2m, bề ngang là 65, phần sâu là vào 40cm và làm cái mẫu tứ trụ, mẫu rất là đẹp. Thì đây các bạn thấy được toàn bộ phần chuông lắc chúng tôi là mạ vàng, đồng hồ có đánh chuông, có chuông và quả lắc kim, mặt đồng hồ mạ vàng rất là đẹp. Gỗ hương đá. Thì quý vị nào có nhu cầu muốn mua sắm sở hữu những chiếc đồng hồ như của bác Thành ở tại thành phố Tuyên Quang này thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại chúng tôi có để trên biển kia, 0987 510 86 nhé. Cơ sở địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tôi sẽ để hình chi tiết của chiếc đồng hồ này tại website đồgỗtùng8.com để mọi người có thể xem được chi tiết. Video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất của chúng tôi đây. Thì bên trong này đang có những cái bàn ghế của khách hàng là cũng đang hoàn thiện rồi, chuẩn bị bàn giao. Và ngoài ra thì bác Thành còn có mua sắm thêm một chiếc sập ngồi bằng chất liệu gỗ hương Nam Phi. Thì chúng tôi đang chuẩn bị để bốc xếp lên xe để bàn giao cho bác Thành đây. Ok mọi người nhé, xin chào mọi người.